Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ dàn sau chế xe ba bánh để cho người yếu chân tay đi, cho người già đi nhé. Bộ này có chiều rộng cầu là 77 cm, cả bánh phủ bì, có cả chắn bùn đây này, đây. Khung này, chắn bùn này, chắn bùn thì có các màu nhá, màu đen, màu trắng, màu xanh, này màu đỏ. Đấy. Thì cái này thì tùy theo từng đợt thì có màu nào đưa màu đấy. Số lùi thì dành cho các dòng máy 110, 125, cốt trục 17 và 19. Đấy, thì khách hàng yêu cầu thì sẽ đưa đúng loại. Với Way Dream thì thường thường là cốt 17, còn Yamaha thì nó thường là cốt 19, trục to. Đấy, khung như thế này. Khung về thì các bạn bắt khung lên trên cái cầu này. Đây. Trên ống cầu như thế này. Đấy. Khung sẽ bắt lên cái ống cầu này qua bốn con ốc này nhé. Đây, bốn tháo bốn con ốc này ra. Bắt vào cái khung thì nó sẽ bắt như này. Chụp các đăng đây, chụp các đăng này về các bạn sẽ cắt ngắn đi nhá. Cắt gần đến đây luôn này, gần đến đây luôn. Thì các bạn nắp lên xe, các bạn nắp lên và các bạn cắt nắp số lùi lên, nắp lên xe. Xong bắt đầu các bạn đẩy cái khung này vào và bắt con ốc này lại này. Đấy, quy trình là như thế, lắp số lùi trước. Đấy, xong là bắt cái khung này, cố định vào cái cầu này. Bên này thì có ốc bắt nhá. Ốc bắt bằng cái tai đưa sẵn này, cái này hàn tai này vào cầu này. Sau đó bắt con ốc vào đấy. Đấy, sau đó các bạn đẩy cái khung tiến lên trên gần vào cái số lùi này. Thì các bạn gần đến đâu thì các bạn sẽ cắt cái trục các đang lên đấy. Thì thường thường vừa làm vừa cắt thì nó sẽ chuẩn. Đấy, chọn bộ thì gồm bằng này món thôi. Vành này là vành 14 nhé. Vành của lốp Ablet. Lốp này lốp là rất là chuẩn đấy. Đây. Lốp 14 này. Lốp hàng chuẩn luôn các bạn nhé. 275-14 này. Nó tương đương với này lốp 80-90-14. Đây các bạn sau này hỏng có thể thay bằng lốp Ablet này. Rất là vừa. Lốp Ablet loại bánh trước ấy.